Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo đó, hội nghị lần này tập trung quán triệt tinh thần kết luận số 34 ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 cùng các văn bản của Trung ương và Thành ủy, nhất là các điểm mới của quy định số 69 của Bộ Chính trị với mục tiêu đề ra là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ kim kỷ luật kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bổ sung hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để phát huy, nhân rộng, kịp thời phát hiện tiêu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm khi có vi phạm. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các cơ quan đơn vị, có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Do đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Giám sát với tinh thần là quyết tâm, quyết liệt, chủ động và mang tính chiến đấu cao. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ và chặt chẽ với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kiểm tra, giám sát phải theo phương châm, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Và đặc biệt là trong công tác giám sát thì phải có chủ động từ sớm, đi vào những cái nơi mà nội bộ có những dấu hiệu mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm và luôn phải nâng cao cái tính chủ động để kịp thời nhắc nhở. Và đặc biệt là kiểm tra giám sát là hướng tới cái việc phòng ngừa từ sớm từ xa để hạn chế và khắc phục sớm các cái vi phạm. Về xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị phải nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật đoàn thể chính trị xã hội. Tôi lưu ý các ủy các cấp và ủy ban kiểm tra các cấp khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào hành vi cụ thể để đối chiếu với các quy định của pháp luật, quy định của đảng để xác định đúng hành vi vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả, động cơ và nguyên nhân của vi phạm. Xem xét vi phạm trong hoàn cảnh cụ thể với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm, ý thức thái độ tự phê bình, tự tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã xảy ra. Thì đây là một trong những quan điểm, nguyên tắc rất cơ bản và được nhấn mạnh và có nhiều điểm mới trong quy định 69. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy các cấp chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy trách nhiệm, đồng thời tổ chức luân chuyển cán bộ ở cơ quan ủy ban kiểm tra Thành ủy đến công tác các ngành, các cấp của thành phố, ủy ban kiểm tra các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc và ngược lại.